con nữa nè, thêm con nữa nè, cho Kim cho mình đây, cho bạn mình mọi người nha. Sao nhử vậy? Mời mọi người đi mày. À, mời mọi người nha. Ngon không? Cay nha mọi người ơi. Ngon. À, ơi, mọi người cảm nhận cái phần này bỏ vô miếng nhỏ nha chứ cái miệng mình không to cỡ. Vô nè. Ngon không? Chua chua cay cay ngọt ngọt. Hết chảy luôn mọi người. Hello xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha. À, mình là Kỳ đây. Thì hôm nay hôm trước mình có làm một clip đi bắt bua bạn. Thì hôm nay món ốc mình làm là ốc sốt tiêu với lại một cái món ốc nó là ốc xẻo nha các bạn. Ok anh em nhớ đón xem clip mình nha. Mình sẽ chuẩn bị sẵn hết cho thằng Ken nó nấu. Xong rồi tới mình không có lá chanh thì mình xài lá bưởi nha. Tình hình là ốc mà để chín nữa bạn, nó hé rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Để mình nhờ hai bạn của mình nó lễ nha, để mình lễ để xèo xèo nha các bạn. Cái này mình bỏ cái đuôi nha mọi người. Mình chỉ lấy cái đầu thôi. Tại xèo mình chỉ lấy cái đầu thôi mọi người. Có những người thì cũng thích ăn cái đuôi, nhưng mà riêng mình thì với lại mấy đứa bạn mình thì bỏ đuôi, ăn cái đầu thôi nha. Ăn coi. Trời ơi. Cái đầu nó bự to rồi nè. Nhức nách. Trời, những con bự vậy mà thôi chứ chấm mắm gừng là nhức nách luôn bạn ơi. Béo ngay mọi người ơi. Nhớ bỏ phần đuôi nha mọi người. Phần lưỡi nữa nha mọi người. Ốc mấy bè cho bà ốc mình được. Nói chuyện. Mình có lựa những con ốc to nhất các bạn. Đây để mình làm sốt tiêu xanh nha, nướng tiêu. Còn những ốc nhỏ ra để mình xẻ ớt nha các bạn. Anh em thấy không? Quế dữ không? Dữ dằn con nào nói. Con này nói này nói không? Mọi người thấy con mình không? Quế dữ không? Ok các bạn nha, thì bây giờ mình bắt đầu vô công đoạn chế biến nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ bơ nha, mình không dùng dầu ăn, mình dùng bơ để cho nó có cái vị béo nha các bạn. Đó, bỏ bơ. Bơ nó tan ra hết thì bây giờ mình sẽ bỏ cái hỗn hợp gia vị tỏi băm sẵn, tỏi hành băm sẵn với lại sẻ của mình teo lên cho nó thơm nha các bạn. Nó cái kiểu bập bên dữ ta. Cuộc đời sâu đẩy. Đây có cần chết tô vít cho một cái khẩu trang để cầm nắm cho nó dễ. Sau khi mà những cái hỗn hợp này nó thơm lên rồi thì mình sẽ bỏ những cái con ốc đáng yêu này vô nha các bạn. Mình teo cho nó săn nha các bạn. Đây. Bầu trời chuẩn bị đổ rồi. Bầu trời khóc rồi. Mình ăn cay nên là mình sẽ bỏ thêm nhiều bộ nha. Vừa thôi, còn teo với cay. Không cay lắm một tí. Tốt này nói chung là nó chỉ làm màu chứ nó cũng không cay lắm đâu. Mình không biết ăn cay được không cay thì quá. Mùi thơm bốc lên khép dẫn các bạn. Mình sẽ xịt một xíu đường ớt vô để tẩm màu nha các bạn. Để cho nó có một cái độ sệt nhất định. Cho nó lên màu cho đẹp. Thơm tí. Không biết thử thơm chạy đến miếng rồi đó. Nút miếng sao vậy mà ngồi im ri vậy? Lẹ, đang chờ hấp. Wow, thơm. Nhức nách. Mình cũng tự tập cách sóc thau mọi người. Rồi mình cũng đỡ
xuống ruộng. Chín vừa đủ chín tới. Ngon lắm nha mọi người. Nâng thử một lần hả? Đâu, thêm cho... con nữa nè. Cho kìm cho mình. Đây, cho bạn mình mọi người nha. Sao nhử vậy? Mời mọi người đi mày. À, mời mọi người nha. Cho hả? Cay nha mọi người ơi. Ngon. Cái này mà có đâu. Mình quên. Hồi nãy mình phải kèm bánh tráng. Quên kèm bánh tráng mà ơi. Mình quên mua bia mọi người. Cái này mà có già lon bia nữa là hết sảy. Xúc bánh tráng thưởng thức giúp đi. Mọi người ơi. Trời ơi. Ngâm mi sụp sụp. Về đây là bánh tráng mình nghe mình à, phải mình mua quà quán phải mình muốn mình giỡn chặt chơi. Đây là mua quán mọi người. Mình sẽ làm cái nước sốt để mình làm cái sốt nướng ốc bu sốt tiêu xanh nha các bạn. Mình sẽ bỏ bơ vô. Nó ngon đến nỗi mà mình rung người luôn mọi người, rung như này. Mình diễn tả không được à. Ăn ngon quá nữa mà. Cái người này nè, thử chọc nó lắc luôn kìa. Mày chọc nó tay này, mày chọc nó này. Cái đó gọi là nhức nách đúng không? Nách đó mọi người, nách à. Mình sẽ băm diễn cái hỗn hợp nha các bạn. Đó, sẹt này với lại lá bưởi nha. Thì mình đã teo sơ cái phần ốc rồi đó bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ tiêu vô nha. Mình sẽ bỏ tiêu vô. Này tiêu tiêu hột bạn. Bỏ vô mình teo lên cho nó thơm, nó bay mùi lên. Xong rồi bắt đầu mình sẽ bắt vị đó mình nướng nha bạn. Đây là cái công thức riêng của mình, không đụng hàng ai hết á. Mình cũng chả học ai hết à. Khi nào mình teo mà cái nước này nó sôi lên mà nó keo lại là ok á bạn. Mà chơi chưa bị vậy luôn. Tiêu xanh nó cũng vậy mà. Mà thích ra, nếu mà thích ra thì đập dập ra thôi. Chứ đừng có xay nhuyễn. Xay nhuyễn thì nó không còn mùi thơm nữa. Đó, bắt đầu nó kêu lại rồi nè. Ok bạn nha, thì đây là cái số vỏ ốc mà mình để lựa những cái con to nhớ các bạn. Bây giờ mình sẽ cho những cái nhân của nó vô nha, cái ruột nó vô. Đó, mình sẽ cho nó vô đây. Một con thì tầm 3-4 con nhỏ gì đó. Bỏ đây xong bắt đầu mình nướng nha bạn. Đó, bạn thấy hấp dẫn không? Tại biết sao các bạn, cái thịt này mình teo nó đã chín rồi, nên là khi mình nướng á là chỉ cần ốc nó nóng lên và cái sốt nó sôi lên là mình có thể thưởng thức được luôn nha các bạn. Cái nào cay thì cái chứ, cay nó mới ngon, cay nó mới không tanh, nó mới khe nó lửa. Mày ăn món đó cây 1, cái đây cây 10 lần nè. Đù. Bỏ vô bên chén được. Bỏ vô bên chén. Đó. Đó, nha mọi người. Cảm nhận cái phần này bỏ vô miếng nhỏ nha chứ cái miệng mình không to cỡ. Vô nè. Ngon không? Chua chua cay cay ngọt ngọt. Hết sảy luôn mọi người. Món đó, mỗi món nó có mỗi đó. Cũng là món ốc bu. Nhưng mà cái cách làm nó khác nhau. Cho nên món kia nó có vị ngon khác, món này nó có vị ngon khác nha mọi người. Mỗi món nó ngon một kiểu đúng không? Mọi người chỉ có ăn thử mọi người mới biết lận. Cay quá. Đây nha mọi người. Mình vẫn kiên trì với món này. Ồ, khói bốc lên hừng hực luôn nè. Mình phải tranh thủ review cho các bạn xem chứ trời cũng sắp mưa các bạn. Mấy bạn thấy là trời bắt đầu mùa nè. Ngon thiệt. Cứ ăn thử không? Mới đầu tưởng không ngon, bây giờ ngon không tưởng. Hấp cái nước này mới hấp cái ngon nè. Ăn thử đi. Nóng lắm. Mọi người mỗi lần làm video cho mọi người coi tụi mình cũng cất công đó mọi người à, chứ không có sướng nhất gì đâu.
nha mọi người. Nếu mọi người nhưng mà vì những cái like về những cái subscribe của anh em để gửi đến tình cảm cho mình thì mình rất là cảm ơn. Nên là vì những cái tình cảm của bạn thì mình đáp lại là bằng cách là ra thật nhiều video thật hay để gửi đến cho các bạn nha các bạn. Nên là mong các bạn, những bạn nào đang xem clip mình mà lỡ chưa bấm subscribe thì hãy bấm subscribe ủng hộ cho mình nha. Xin phép mọi người mình làm thêm một con nữa nha mọi người. Ăn hai bé con chứ còn con chứ. Nóng quá mọi ngại người. Ngại hả? Ôi nóng quá. Mình xin phép bóc tay nha. Bây giờ dân dễ mà mình chơi thì kiểu dân dễ luôn. Nha mọi người, mời mọi người nha. Ôi, xin lỗi mọi người, nóng quá mọi người ơi. Giờ mình làm con khác ngang có cái gì cái tâm gì tao mượn tao. Lấy cái muỗng nè. Đây, mình xin phép mọi người. Không, hồi nãy mình tính là dùng tay cho dân dễ chứ nhưng mà hết nước sốt này nóng quá mình chịu không nổi, mình đành phải dùng cái muỗng thôi nha. Nè, mời mọi người nha. Nè. Giật năng. Giật tung tung mọi người. Mưa này ăn đồ nóng được ngon nhá ha. Trời ơi. Nè, ngon lắm. Cho anh em xem lại lần cuối nè. Đó, thấy nó sôi rồi, đẻ không? Anh em lại lần cuối để cho mình chiến nè. Rồi, Hưng thưởng thức đánh giá không? Okay, lựa một con nào mà ưng ý nhất đi. Rồi. Trời ơi, mình sẽ lựa cái con. À. Này. Trời ơi. Bỏ vô hộp bơ nè. Thôi để mình sử dụng IQ vô cực của mình. Ngon. Cái này thì có lon bia là hết sảy luôn á. Sảy hả? Ừ. Hết sảy bà bảy hả? Giờ trên đây bây giờ chạy. Đây là cái con bự nhất trên cái dĩa của Ken. Mình nhầm rồi, con này mới to nhất nè. Con này bự nhất. Rồi để xíu nữa cho Kemen. Ưu tiên cho Kemen rồi. Ưu tiên cho Kemen cho sớm giờ. Cũng hơi nhiệt tình. Trời ơi. Trời. Trời lạnh đây, trời mưa đây, bạn nên thưởng thức ít nhất một lần trong đời. Ủa, nóng quá mọi người ơi. Nói gì nói chứ ăn vẫn ăn mọi người. Ăn đi. Hấp đi tí, hỏi cho mình hấp luôn. Không nóng đâu. Tin tao đi. Giật. Thử đi Ken. Thử nãy giờ là mấy con rồi. Cái vị tiêu trong đó ngon. Vị tiêu đó. Cái nước sốt nó làm sao? Sốt nó có bơ với tiêu không? Nó gắt béo đúng không? Béo. Đây nên xài bơ đúng không? Đúng rồi. Ok bạn nhân thì tạm thời nãy giờ anh em mình cũng thưởng thức cũng khá nhiều các bạn. Thì video này cũng dài đó các bạn à. Trời cũng tối rồi. Đang mưa râm râm nữa. Chắc là anh em mình sẽ tạm dừng video đi nha các bạn. Nếu bạn cảm thấy video mình hay thú vị để cho mình một like, một share, một subscribe ủng hộ kênh mình nha. Hẹn em ở những video tiếp theo nha. Chào anh em nha. Chào mọi người nha. Chào em.